kính chào quý khán thính giả của đài Little sài gòn tv à, chúng tôi là Phạm văn tánh hội trưởng của hội yểm trợ sức khỏe tâm thần à, hôm nay chúng tôi hân hạnh mời được một à, anh một gia đình à, anh chị nguyễn, Khi, nguyễn kim đến với chúng ta ngày hôm nay tuy nhiên vì chị không có muốn xuất hiện trên màn ảnh do đó à, mời anh kim có đôi lời với khán thính giả của chúng ta dạ yeah, tôi xin tôi tên Kim Nguyễn à, tôi xin chào tất cả quý khán thính giả vâng à, thưa anh Kim thì như anh cũng biết rồi đó chúng ta sẽ sắp sửa có một buổi à, đi bộ nha thì cái buổi đi bộ đó chúng ta sẽ đi bộ ở vòng ở cái khu My Square Park à, thì không biết là anh chị có à, truyền được cái tin này cho tới một số bạn bè của mình hoặc là những cái người ở hàng xóm mình chưa hay là trong thân nhân của anh chưa anh Kim Dạ, tôi đã từng đi chơi và tôi đã gặp bạn bè, à, tôi đã từng lấy cái vấn đề mà cái chương trình mà ở My Square Park á, đi bộ đó thì tất cả bạn bè tôi đều hưởng ứng. À, họ nói với tôi là cái ngày đó chắc là họ sẽ đến họ ủng hộ ở cái chương trình này vâng các anh chị cảm ơn các anh chị nhiều lắm như tôi đã nói từng từng nói trong lớp là các anh chị sẽ là những cái vị đại sứ của hội để chi để mình đi ra mình thông tin những cái thông tin ích lợi này cho đồng bào của mình thì như anh chị cũng biết á mình học qua cái lớp học rồi mình mới thấy à, những cái gia đình mà có con em mà bị bệnh như vậy đó thì thực sự rất là đau khổ còn đặc biệt về trường hợp của anh với chị thì anh với chị nghe được cái chương trình này À, anh chị đến nhưng mà anh chị không có con em bị bệnh tâm thần. Như vậy thì cái cảm nghĩ của anh hôm trước anh có nói cho, cho, cho chia sẻ với chúng tôi đó là cái cảm nghĩ của anh sau khi anh học chừng 5 7 lớp vậy đó chứ không cần tới mãn khóa nữa. Anh có một cái cảm tưởng hôm trước anh đó nói là may mắn như thế nào anh có thể trình bày cho cho quý khán thính giả mình nghe anh Kim. À, tôi nghĩ rằng đô tôi là một sự đó là một sự may mắn cho tôi tại vì hôm đó tôi nghe trên đài là có cái lớp học này. À, và tôi cũng chỉ muốn tham gia thử thử xem là cái lớp học thế nào nhưng mà tôi thấy thật là hấp dẫn khi mà tôi được uh, uh, ngồi ở trong lớp học được nghe những uh, vị bác sĩ uh, những vị bác sĩ như ông Cơ rồi uh, uh, bà bác sĩ đồng Xuyến, bác sĩ Đông Xuyến yeah. rồi bác sĩ Khánh Tường yeah. uh, rồi một vài cái uh, người nữa. Họ, họ học về vấn đề mà xã hội học họ đến họ nói chuyện về vấn đề tâm thần nhưng mà họ yêu cầu tôi là mình không có nên dùng chữ tâm thần mà mình nên dùng chữ tâm bệnh dạ, đổi thành chữ tâm bệnh đúng rồi dạ. mà thực sự anh biết cái chữ tâm thần thực sự đối với như vậy cũng còn nhẹ còn cái tiếng việt mình ở ngoài đó thì anh biết rồi họ dùng những cái từ ngữ mình tôi cũng khuyên đồng bào mình là nên tránh dùng những chữ khùng những chữ điên đấy là những chữ làm cho tất cả những người có tâm bệnh họ rất là mặc cảm À, bây giờ anh cũng đã nghe một số phụ huynh họ chia sẻ về cái vấn nạn của họ thì khi anh nghe những cái mẫu chuyện như vậy thì trong lòng anh 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 thấy như thế nào anh Kim à, tôi từ trước bây giờ tôi chưa có ái niệm gì về vấn đề tâm bệnh à, nhưng mà khi mà tôi đến lớp học tôi thấy à, những người mà gia đình của những người tâm bệnh họ rất buồn rất đau khổ họ không biết phải làm thế nào khi mà con cháu hay cha mẹ họ à, lên cơn hay là à, có một cái à, lời nói mà à, xúc phạm hay là bất bình thường thì họ cảm thấy rất đau khổ và họ không biết phải làm thế nào nhưng mà khi mà tôi đến đây thì tôi thấy rằng là trong lớp học là có sự chia sẻ và có quyền hỏi à, bác sĩ những câu hỏi hay là về vấn đề mà thuốc men bác sĩ cũng trả lời à, rất khó khi mà mình đi gặp bác sĩ mình không có thì giờ hay là bác sĩ không thì giờ trả lời mình nhưng mà đối với những bác sĩ mà đến nói chuyện là trong lớp học thì mình muốn hỏi một về phương diện nào các bác sĩ hay là các số số quốc họ đều trả lời rõ ràng và cặn kẽ. Vâng như vậy anh cái lớp học của mình kéo dài bao nhiêu tuần thưa anh Kim? Thưa anh thì là 12 hai tuần 3 tháng mà tôi nghĩ rằng tất cả những ai mà chưa đến học đó, thì tôi nên kêu gọi tất cả các bạn lên tham dự lớp học thứ nhất là sự hiểu biết cho mình dạ. và thứ hai mình thông cảm cho những người bị bệnh uh, uh, tâm bệnh và gia đình của những người bệnh nhân cái câu anh nói em em rất là cảm ơn anh là mình thông cảm đồng cảm với những cái người có tâm bệnh và chỉ dĩ nhiên mình cũng rất là thương uh, cho những cái gia đình mà có thân nhân bị tâm bệnh à, thì như anh nói đó điều đó rất là tốt rồi hay các bác sĩ tới đó với mình đó là nếu anh nhớ thì khoảng bác sĩ tới với mình khoảng được mấy tiếng đồng hồ trong mỗi mỗi cái thứ bảy anh mỗi một section tức là thứ bảy là <laughs> từ 9 giờ tới 12 giờ nhưng mà cỡ khoảng 30 phút đầu đó thì tức là những anh em chia sẻ với nhau, những vậy. người uh, gia đình bệnh chia sẻ với nhau. Nhưng mà 10 giờ cho tới 12 giờ, đôi khi tới 1 giờ, đó, uh, bác sĩ vẫn còn ở lại uh, uh, để trả lời những câu hỏi từng người một uh, rõ ràng và hỏi về vấn đề mà phản ứng của của thuốc, hay là cách sử dụng thuốc, hay là làm thế nào để uh, mình làm cho người bệnh uh, họ uống thuốc. Cái đó là tôi rất là À, thấy là rất rất tốt cho gia đình bệnh và người bệnh. Vâng, th anh thấy đó mình cảm ơn anh chị đến đây để chia sẻ là đó là những cái thông tin mà đồng bào bà mình ở ngoài à, không biết được. Có rất là nhiều gia đình nữa, à, một số gia đình mới có định cư bên Mỹ sau này à, có những con em hai mươi mấy, ba mươi mấy có cái tâm bệnh mà họ không biết đường đi nước bước như thế nào. Do đó cái chương trình này À, rất là hữu ích để mà giúp cho những người đó. Thì hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được anh chị đến đây để chia sẻ những cái quan điểm mà anh chị là một người học viên. Thứ nhất và ngay cả gia đình anh chị cũng không có người tâm bệnh mà anh chị cảm thấy cái lớp học này nó rất là bổ ích. Thì như vậy tôi nghĩ những gia đình mà có con em có tâm bệnh thì cái lớp học này nó bổ ích cho họ thật sự không biết là bao nhiêu mà đây cũng là một cái nơi để chúng ta chia sẻ mà những cái chia sẻ của, của mình đó, anh chị nhớ đó là uh, nó ở trong cái phòng đó mình về mình không có mình không có tuyên bố ở đâu một cái nơi nào ở cái gia đình đó bị con bị thế này thế kia thế nọ coi như là cái nơi để mà uh, chia sẻ một cách là kín đáo mà mình có thể mình chia sẻ hết cả cái nỗi lòng của mình uh, nếu anh chị còn nhớ rất là nhiều chị khi mà nói tới con em của mình thì cái việc gì xảy ra uh, anh, anh, anh nhớ không <laughs> à, tôi uh, rất buồn khi mà nghe họ khóc trước dạ. mặt tôi. đó à, từ trước đến giờ tôi cũng thấy là ít người mà chảy nước mắt uh, trước mặt tôi nhưng mà khi mà họ chia sẻ với uh, những uh, bạn học ở đó hay là bác sĩ hay là uh, những người xấu số sổ quốc á, thì uh, họ lúc đó họ mới thố lộ hết lòng của họ họ chảy nước mắt ra và họ chia sẻ với nhau cách làm sao mà để đối xử cái trường hợp của họ à, tôi thấy rất kết quả đối với một vài trường hợp à, khi mà họ chia sẻ với nhau họ về họ đã áp dụng và gia đình họ đã trở lại đời sống bình thường. đó cảm ơn anh. Đã thấy không? Nhờ các anh chị lên đây, chính anh chị là những người quan sát th tham dự các buổi học để anh chị chia sẻ những cái đó đồng bào của mình à, tất cả các khán thính giả của đài Little sài gòn à, tv à, chiều hôm nay à, nghe được những cái lời chia sẻ của anh nguyễn kim thì tôi biết rằng à, quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi và khi chúng tôi có các khóa học à, kế tiếp thì hiện thời bây giờ chúng tôi chưa có ngày giờ nhất định nhưng tôi biết rằng sau cái buổi này khi mà quý vị nghe được cái chương trình lớp học này thì quý vị sẽ ghi danh rất là nhiều thì chúng tôi cũng mong là càng đông càng tốt à, thực sự thì cái khóa vừa rồi của chúng tôi đó là cũng là cái khóa rất là đông so với những khóa khác chúng tôi vừa xong khóa thứ 8 thì chúng tôi có được ba chục người tham dự viên thì chúng tôi mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có con số gấp đôi anh anh nghĩ có thể cái con số lên gấp đôi không anh Kim? Tôi kiếm? nghĩ giờ gấp hai hay gấp ba? Vâng, là tại vì người Việt Nam mình ít khi mà họ coi tivi hay là họ coi tv họ không biết cái chương trình là chương trình gì nhưng mà mình khi mình giải nghĩa ra cái vấn đề bổ ích của cái lớp học như vậy anh biết là khi mà anh muốn gặp bác sĩ hay là gặp một người mà khi mà anh có bệnh hay là gia đình anh có bệnh mà anh muốn gặp bác sĩ để chia sẻ cái lỗi lòng của anh thì rất khó rất khó vâng tại vì bác sĩ họ đi làm rất nhiều tiền họ đâu có thì giờ đâu mà họ họ tới mà họ lo cho, cho bệnh nhân vàng. nhưng mà đây là một cơ hội mà mình đặt những câu hỏi ấy. Uh, rất quan trọng cho riêng cá nhân mình hay cho những người khác uh, Để bác sĩ trả lời Thì cái điều này là rất điều rất may mắn uh, Cho chúng ta Nên là tôi nên khuyên Tất cả đồng bào ta Nếu những người có bệnh hay không có bệnh Hay có thân nhân hay là không có thân nhân Thì cũng nên đi đến uh, Để mình hiểu biết thêm uh, Cái vấn đề mà về tâm bệnh vâng. uh, Từ trước tới giờ cái tâm bệnh này Ít người nói tới tại vì họ ngại ngùng họ không nói tới nhưng mà thật tình cái này cũng là một cái bệnh người ta nói nhiều về bệnh tiểu đường hay về bệnh áp huyết cao hay là chốc, nhưng mà hay cancer nhưng mà họ không có nói tới về vấn đề tâm bệnh vâng, à, tôi căm... nghĩ là chúng ta nên mổ xẻ thêm về vấn đề đó và à. cần sự giúp đỡ của tất cả các quý đồng hương vâng cảm ơn anh rất là nhiều kính thưa quý khán thính giả xin quý vị đừng rời máy chúng tôi sẽ trở lại sau vài giây phút à, thông tin thương mại